chào các bạn, mình tên là Mạnh. Và ok, em tham gia khóa học buổi tháng 12 của thầy ạ. Dạ vâng. Thì hôm nay thực sự là em rất là cảm ơn thầy đã mời em đến đây, và em cũng được cũng có một câu hỏi muốn trao, muốn chia sẻ với thầy và các bạn. Thì cũng qua đây thì cũng muốn xin một cái sự góp ý hay là gợi ý của thầy về cái kế hoạch. Ok. Và thì hiện nay xin chia sẻ với thầy và các bạn rằng là cách đây khoảng 3 năm ấy, là em có đầu tư vào cái trung tâm tiếng Anh. Thì thời điểm đấy thì cũng có cái tư duy rằng là làm một cái trung tâm tiếng Anh, hiện tại thị trường có rất nhiều, do đó mình muốn đầu tư để xây dựng một hướng mới. Thế thì thời điểm đấy là cái kế hoạch xây dựng trung tâm tiếng Anh là đưa ra cái tiêu chí rằng là khác các trung tâm khác. Thế thì tiêu chí của chúng em đó là trung tâm tiếng Anh đào tạo tiếng Anh năng khiếu, tiếng Anh cơ bản kết hợp với phát triển những cái môn năng khiếu đi kèm, cụ thể đó là piano với cả họa, gọi là môn vẽ đấy. Thì trung tâm tiếng Anh bây giờ xu thế là gần như là đều có sự tham gia của giáo viên nước ngoài, thì hầu như phụ huynh hiện tại là đều thích con phải có giáo viên nước ngoài dạy. Thế thì cái trong thời gian 4 năm vừa rồi là cũng phát triển tương đối tốt, và hiện tại là đã có một cơ sở nữa. Thế nhưng mà em thì em lại đứng trên quan điểm nhà đầu tư, thì em đang thấy rằng là cái mô hình này nó phát triển, nhưng mà hiện tại có thể nó đang ở cái giai đoạn là chỉ dừng ở đấy thôi. Bởi vì theo như khảo sát đánh giá lại thì cái chất lượng khóa học lứa đầu và các lứa sau này thì nó có dao động và nó cũng duy trì ở mức độ là tương đối ổn, nhưng học viên thì tăng trưởng không được cao. Thì với cái sự băn khoăn đó thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều người, thì có một cái sự cố vấn như này, đó là hiện tại thì các trường trường cấp 1, cấp 2 vừa rồi có những thời điểm mà thi khảo sát ấy, thì điểm tiếng Anh của các bé học ở trường là về cơ bản là đều không được cao, đột phá cũng chỉ có tầm khoảng 30% thôi, còn lại hầu như là không cao. Thế nên là đang gợi ý cho em một cái mô hình nữa, đó là đào tạo theo cái target của cái điểm của học sinh ở trên trường, bổ trợ bằng tiếng Anh. Thì ở đây thì thầy cũng là chuyên về đào tạo, nhưng tiếng Anh thì em cũng không muốn, tức là em cũng nghĩ rằng là không phải chuyên môn của thầy, thì em muốn nhờ thầy tư vấn về cái định hướng để cho nó tăng trưởng lên và nó phát triển lên. Thì ở đây nó có một cái định hướng mới được gợi ý rằng là thay vì là phát triển năng khiếu như mục tiêu mình ban đầu, thì bây giờ mình đào tạo theo mô hình là lấy target của học sinh học ở trường để thu hút học sinh về trung tâm của mình để phát triển, bổ trợ thêm cho cái việc đào tạo cơ hữu của các bé ở trường. Thì đấy là một cái mà em đang được đề cập tới. Thế thì ở đây em muốn hỏi thầy và muốn chia sẻ với mọi người rằng cái mô hình đấy nó em đang nhận thấy rằng nó phát triển đến một mức độ mà cần phải thay đổi, thì liệu rằng cái hướng thay đổi đấy có hợp lý không, hay là thầy có một cái gợi ý nào, cái sự chia sẻ nào về vấn đề đào tạo để cho nó tăng trưởng được lên và phát triển hơn nữa trong vòng 3 năm tới. Thế em có xin có ý kiến như vậy ạ. Doanh thu bây giờ đang là bao nhiêu? Dạ thưa thầy, thì đối với trung tâm tiếng Anh của chúng em thì hiện tại có khoảng 50-56, doanh thu nó rơi vào tầm khoảng từ 100 triệu cho đến 200 triệu. Khá lắm. Dạ. Bây giờ chuyển con thứ hai thì khởi sắc em. Vẫn đang trong cái dự định thầy ạ. Tức là hiện tại là đấy là một mô hình mà bổ trợ thêm của một hai cái người cố vấn cho em. Đấy thì em xin có ý kiến. Ok. Rồi câu hỏi rất thú vị. Phải nói thêm cái này. Aska K
cách đây 10 năm nhé, đúng tháng 12 năm 2010 là ASCA được quyết định thành lập. Và khi quyết định thành lập thì chức năng của nó là trung tâm tiếng Anh. Trung tâm tiếng Anh. Và nó hoạt động trung tâm tiếng Anh khoảng 2 năm. Tôi thì không phải dân chuyên gia tiếng Anh, mà tôi lãnh trách nhiệm bởi một cái mảng sản phẩm khác là mảng phát triển cá nhân. Nhưng sau đó thì tôi có được giao lèo lái trung tâm tiếng Anh này khoảng 6 tháng. Tôi thấy không phải chuyên môn của mình, cộng với việc là cạnh tranh nó mệt quá, tôi quyết định dẹp cái trung tâm tiếng Anh. Tôi chỉ giữ một trung tâm phát triển bản thân rồi, đến bây giờ. Thế thì chúng ta có một cái bài học, mỗi một cái vấn đề của các bạn, tôi đều muốn khái quát hóa nó lên thành một cái bài học để tất cả chúng ta đều học được, và cái người đấy cũng được giải quyết vấn đề. Thế thì bản chất của việc kinh doanh ấy, thưa các bạn, bản chất của việc kinh doanh là đi giải quyết vấn đề cho khách hàng, và rồi sau đó họ thỏa mãn thì chúng ta được lợi nhuận, đúng không? Thế thì trong tình huống này, khách hàng của chúng ta là ai? Là tụi trẻ con hay là bố mẹ? Cho tôi đáp án là ai? Bố mẹ. Bố mẹ, đúng không? Bố mẹ mới là những người trả tiền. Thế thì việc của chúng ta là làm thỏa mãn họ và họ trả tiền. Còn bọn trẻ con nó chỉ là công cụ, nó chỉ là phương tiện. Tôi nói thế là hơi ác, nhưng mà đang nói về sản phẩm dịch vụ nó là như thế, đúng không? Thế thì các ông muốn gì thì mình làm các ông thỏa mãn đấy. Thì nó có hai cấp độ thỏa mãn. Cấp độ thứ nhất là cấp độ thỏa mãn những nhu cầu có sẵn, và cấp độ cao là những nhu cầu mà mình phải mở ra, gợi mở ra. Tùy. Thế thì tôi thấy rằng là phụ huynh ở đây nếu mà nhu cầu có sẵn, tôi nói đơn giản, điểm học tiếng Anh phải cao. Ông đừng có lăng nhàng dưới điện, ông cứ bảo đa phản xạ mấy cái khỉ mẹ gì, đến lớp điểm nó vẫn thấp, ông có dạy cái lỗ kiểu gì đấy. Chỉ có một số ít thiểu số những cha mẹ tiến bộ, con tôi tự tin nó mới quan trọng, con tôi phản xạ tốt mới quan trọng, chứ còn điểm ở trường, tôi nói số đấy có nhưng mà ít. Ông có muốn phục vụ cái nhóm đấy không? Thì có cái nhóm như thế nhá, là thích con tự tin, cũng biết thừa trường nó dạy cũng ngu xuẩn, biết thừa điểm số nó cũng lằng nhằng, nó chỉ học vẹt, nó học ngữ pháp thôi, nhưng số đấy ít lắm. Còn phần lớn là muốn con là vừa phải tự tin, vừa phải giao tiếp tốt, mà lại vừa điểm cao ở trường, không ạ? Thì đấy là, đấy gọi là nhu cầu có sẵn. Đấy. Thế nhu cầu thứ hai là nhu cầu mà nó không phải là có sẵn, nhưng mà em mở ra. Em thực sự là em, chúng em không dạy để cho các con trở thành những con vẹt điểm cao ở trường, nhưng mà chúng em dạy để cho các con sau này thi IELTS là học, nếu mà học ở đây 4 năm hay 3 năm chắc chắn là 7 chấm, chắc chắn là 6.5. Có thể điểm ở trường ngắn hạn, xin lỗi ngắn hạn, nhưng mà sau này dài hạn là phải giỏi, thì chưa đạt điểm cao, nhưng sau này khẳng định các con IELTS là các con bước ra toàn cầu, bước ra thế giới, chứng chỉ này, chứng chỉ nọ. Thì cái nhu cầu đấy có thể là người ta chưa nghĩ đến, nhưng mình là kinh doanh, mình sẽ đóng vai trò gì? Giáo dục. Để mình mở ra nhu cầu người ta chưa có sẵn, để mình sẽ chứng minh là mình sẽ làm thỏa mãn cái nhu cầu đấy của họ trong tương lai. Và chứng minh xong thì mình có tiền. Còn dạy trẻ con nó có một cái lợi thế này, nó vẫn là một cái câu cổ xưa của các cụ ấy, nghèo mới cho con đi học. Nên bố mẹ có thể đói, có thể khổ, có thể vất vả, đúng không? Nhưng mà cái chuyện 1-2 triệu cho con đi học không có gì tiếc cả. Cộng với việc nếu mà là trẻ con đi học thì tốt nhất là nên học gần nhà. Nên như ông nào mở những cơ sở chiếm được địa điểm tốt, đúng không? Gần nhà, thậm chí sản phẩm dịch vụ không cần tốt lắm đâu, vẫn đông học viên. Cứ mở lâu năm cái ông này giới thiệu ông kia ở đâu. Thì cái này là cái bạn tính toán lại. Còn tôi cho rằng là mình phải thỏa mãn vấn đề điểm số.
chắc chắn. Còn nếu mà vừa làm các con tự tin thì vừa làm các con hoàn bát và điểm số vẫn cao. Ôi dồi, hồi xưa tôi có một cái cô học trò, các bạn có thể search trên tên trung tâm của cô là Va Pha Gia làm viết đầu chữ Facebook Zalo đấy, tên rất đơn giản Va Pha Gia đấy. Cô chọn một cái chả giống ai. Và cô đấy có một cái rất hay là cô dạy một trẻ con chơi đùa rất tự tin. Ui dồi ôi, nhiều đứa mà lớp 3, lớp 4 thôi, nó nói nguyên một đoạn tiếng Anh 2-3 phút cực kỳ tự tin. Mặc dù phát âm có thể là chưa chuẩn, chưa nét nhưng nó tự tin. Và lớp học của cô ấy cái thời đấy đông lắm, có 50.000 một buổi, lớp đông nghìn nghìn. Học thì có 50.000 một buổi, bây giờ thì sẽ tăng rồi, cái hồi đấy tôi nói cái đấy 6 năm. À. Nhưng mà sau đấy nhá, ngoài cái việc đấy cha mẹ rất thích thú, suốt ngày quay rồi chụp rồi lan truyền video khắp mọi nơi, thế con mình tự tin có gì mà lớp 3, lớp 4 nó dậy nói năng phong phạc đấy. Nhưng sau đấy cô làm thêm rồi nhá, bọn nó học ngữ pháp, bọn nó học này khác rất chắc, và rồi nó có điểm tốt ở trường và cái trung tâm của cô rất uy tín. Thế thì là có cả hai đấy. Thưa các bạn, có cả hai đấy. Thì cái này bạn phải ngồi họp với team của mình. Cái thứ hai tôi muốn chỉ thêm cho bạn. Bạn là nhà đầu tư, có hai hướng để đầu tư. Nếu bạn đóng vai nhà đầu tư, bạn có hai hướng để đầu tư và bạn phải nhất quán với từng hướng một. Nhá. Hướng thứ nhất là bạn tạo ra một cái thứ nó gọi là một cái nó gọi là cái gì, cái của bạn gọi là trung tâm, đúng không? Các trung tâm, và rồi trung tâm này sản sinh ra cho bạn thu nhập thụ động. Bạn có 3 trung tâm, 5 trung tâm, và mỗi một tháng một tháng 200 triệu, mỗi một tháng cho bạn khoảng 15-20 triệu thu nhập thụ động. Thế bạn có 3 trung tâm, thế là mỗi tháng bạn kiếm cứ 5 xịt một tháng, cứ vui, chả làm gì, cứ đều đặn mỗi tháng 5 xịt. Thì là nhà đầu tư mình phải nhất quán cái chiến lược đầu tư của mình. Cái thứ hai là bạn muốn tạo ra một cái system, hay cụ thể hơn là một cái thương hiệu, đúng. Một cái chuỗi trung tâm tiếng Anh theo một cái phong cách rất là khác biệt. Và rồi cái thương hiệu này đến một thời gian, bạn bán cả cái thương hiệu đấy để lấy một cục tiền này, tiền to luôn. Thì cái chiến lược của bạn phải rõ ràng. Thì khi đấy bạn sẽ phát triển theo chiều sâu hay bạn phát triển theo chiều rộng, bạn sẽ tập trung vào thương hiệu hay bạn sẽ tập trung vào lợi nhuận, có đúng không? Nó sẽ khác nhau rất nhiều. Thì nó phụ thuộc vào cái sự nhất quán của bạn cho đầu tư. Còn bạn đầu tư để tạo nó ra những cái trung tâm, cứ để tiền đều đều. Tôi nói thật là cứ thế là như thế là tốt đấy. Còn các chỉ số quan trọng thì quan trọng nhất là chỉ số tiền đút vào túi. Cứ có thế mà cứ đều, thế là sao? Nhưng mà nếu mà bạn làm theo kiểu là xây dựng một cái thương hiệu, một cái chuỗi trung tâm tiếng Anh, đúng không? Rồi sau đó để bán. Ví dụ bọn Apex English, nó xây để sau đó nó bán. Nó sẽ xây kiểu khác nha. Ví dụ đến bây giờ nó ngốn khoảng 500 hay 800 tỷ rồi, nhưng sắp tới nó sẽ bán 3.000 tỷ. Đấy, câu chuyện khác nha. Có thể bây giờ lợi nhuận chưa nhiều, nhưng nó xây để bán, nó mới xây để giữ, để tạo ra lợi nhuận. Hai cái chiến lược này em phải nhất quán. Thì chiến lược nhất quán thì mới tạo ra được chiến lược cạnh tranh. Đúng không? Thì cái bài toán thứ hai này mới là bài toán quan trọng hơn. Còn tôi cho rằng tiếng Anh ở đây thì tôi cho rằng đất để diễn vẫn rất nhiều đấy, tôi khẳng định. Vì tôi có nhiều thứ theo đuổi nhưng tôi vẫn thực sự thích tiếng Anh. Và thậm chí tôi vẫn đang thai nghén để franchise một cái mô hình tiếng Anh của Philippines. Ngon bổ rẻ. Nhưng mà nói Việt Nam phải ngon bổ rẻ. Thầy có thể chia sẻ cho thầy. Không, cái này không nói sâu. Không, nhưng mà nó cũng không có gì là bí mật cả.
Bởi vì tôi thích một cái phân khúc mà tiếng Anh hiệu quả, chất lượng, mà khả năng chi trả chỉ khoảng 1,5 đến 1,5 triệu một tháng. Thì đấy, cá nhân tôi cho rằng đấy là khoảng trống của thị trường. Còn những cái loại mà khoảng 1,8 đến 2,5 triệu thì rất nhiều. Và tất nhiên là hiệu quả. Nhưng mà đây tôi đang đặt câu hỏi là làm thế nào mà chi 1,2 đến 1,5 triệu mà vẫn hiệu quả. Thì nó chưa có nhiều thứ nó gọi là nổi bật lên ấy, thành một thằng gọi là cái gì? Bố đời ấy. Có rất nhiều nhưng mà nó hơi địa phương hóa và mô hình nó vẫn nhỏ, vẫn chưa nhân rộng được. Đấy. Thì tôi có biết một cái quốc gia họ làm rất tốt về khâu tiếng Anh, Philippines. Họ biến tiếng Anh thành một cái ngôn ngữ thứ hai của họ. Và họ có những phương pháp, họ có những cách dạy, họ có những thứ dạy tiếng Anh rất hay. Nhưng mà ngon bổ rẻ nhá. Thì tôi đang nghiên cứu thôi. Thì tôi có quen với cái cô. Và bây giờ chúng ta có rất nhiều mô hình tiếng Anh đưa các giáo viên Philippines về đây dạy. Và thực ra chất lượng và khả năng sư phạm của họ không kém gì. Mấy cái thằng mà gọi là cái gì mình gọi là bản ngữ ấy, nhưng mà gốc là Tây Ba Lô. Đó, không sư phạm tốt lắm. Nhưng mà giờ dạy chỉ bằng một nửa tiền công. Đấy. Thôi câu chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Ông nào yêu thích tiếng Anh thì hôm nào tôi lập một group để tám tiếng Anh. Nên tôi khẳng định vẫn còn thị trường này. Chồng ấy thôi, biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đấy là một cái khát vọng. Chúng ta làm 20 năm nay rồi mà vẫn thất bại. Chúng ta có nguyên một đề án tiếng Anh hóa cho quốc gia 20 năm nay rồi, đề án này xịt. Và đây là cái này hay. Vâng, cho bạn theo một tay nào.